chuyện nhầm tiếng. Còn nếu mà hứng thú thì thôi nói chuyện tiếng. Cho nên cái báo cáo cũng cố gắng rút gọn để chúng ta cùng nhau tham khảo cho kẹt. Bây giờ đến hết thì mọi người thấy tôi sửa lại có những bình chứng thường gặp với dùng của gái là lý do là này là mới đầu thì tôi đề nghị là cái thói quá của sống cổ, nhưng mà thiệt ra cái thói quá của sống cổ chỉ là một cái phần nhỏ trong cái hệ thống của cái đau khổ của bên này. Giờ nên nói cái này nó thì hơn thì đủ hơn, trong đó có thể là lúc đó mình nói tới khóc thì nên điện cổ rồi vậy gì đó gai rồi hay là mấy cái chuyện khác nữa. À, xin lỗi, ở đây trong cái nhóm chúng ta mà đi dự là có ai là làm bên ngành đi với ta lên? Có ai ngành đi không? Không có luôn. Là chỉ một như ông này thôi. À, rồi mọi người làm về kinh doanh là ai kinh doanh? Làm kinh doanh doanh nghiệp. Rồi hai người người nào làm văn phòng không ngồi thư ký rồi đó. Rồi ok được rồi, vậy biết thì được rồi. À, tiếp bữa nay không có ông nào mình đi nghe cái mà hay của ở miền Nam chúng ta, chúng ta sẽ lấy một cái đặc biệt là khi nghe một cái gì đó hay là các bác sĩ chúng ta không bao giờ đi nghe, học cho nó đủ đấy. Thì tôi lúc mà tôi làm cái công việc mà đi mua mặt này thì tôi có đến gặp cái anh giám đốc bệnh viện Thống Nhất, cái anh giáo sư ấy, thì tại vì anh là em của một cái người mà quen với tôi, thì đó là hồi xưa là giám đốc của Sở Y tế Bình Định, sau này là phó chủ tịch phụ trách khối văn xã của Bình Định ấy. Thì chỉ mới vô để giới thiệu cho tôi anh giáo sư, thì tôi vô tôi nói là tôi đề nghị nên áp dụng cái phương pháp điều trị không dùng thuốc. Thì anh nói anh Châu ơi, quan minh anh Châu, nhưng mà bác sĩ ở đây không có học đâu, mặc dù hay cũng không học. Thì tôi mới thắc mắc, ủa sao làm gì có cái hay thì giúp ích cho dân chúng mình sao không có. Bác sĩ ở đây học đầy đủ rồi, làm việc ở trong bệnh viện có nhiều chân như khỏi mất công ảnh hưởng với cơ chế rồi nọ rồi vi phạm đồ này nọ các thứ, rồi làm xong rồi về nhà mở mặt làm kiếm tiền. Tôi nói nhưng mà ở trong bệnh viện anh tôi đã cho biết tôi có hai bác sĩ theo học với tôi. Thì ông trả lời câu rất dễ thương, hai đứa đó bệnh chút xíu nó sốc lại đó. Tôi đang nói tôi ở Hà Nội ấy, thì có một cái anh mà lúc mà tôi đi làm cái đề tài thì có một anh là phó giáo sư về xương khớp của bệnh viện Bạch Mai, phụ trách khoa xương khớp. Anh đề nghị là tôi cử người đến bệnh viện và làm cho bệnh viện nghe diễn nghe cái chuyện này lạ quá, vì mặc gì cơ chế là cái xương khớp của mình đó họ cho mình cái cơ chế mình là phi thực tế. Nhưng mà khi tôi cử một người đến làm thì họ hơi bất ngờ, họ nói không ngờ là cái phương pháp này nó hữu hiệu như vậy. Và ảnh là người giới thiệu cho rất rất nhiều người đến mà học với chúng tôi. Nói vậy là cho thấy là ở miền Bắc khác với miền Nam chúng ta, là người ở miền Bắc rất là cầu thị và họ chịu khó ham học hỏi hơn miền Nam mình. Không biết sao giờ dân miền Nam mình thực tế lắm nè, cứ nào mà có tiền vô, còn không có tiền không vô. Ok, bây giờ là cái phương pháp của chúng ta là y bao mạch Lam Đế Địa Xin từ Cam Chi Lan, tức là một cái phương pháp mà có từ lâu rồi mới mới. Và cái chuyện mà để mà phát triển nó lên thì từ đó đến giờ ít ra mình chú ý tới nó, tại vì là nghe nó mới quá lạ quá nên không ai tới. Và như vậy á là khi mà tôi được cái may mắn á, là học cái phương pháp của bà Quỳnh Thị Lịch á, thì rất tiếc là khi trước giải phóng á, cho tới sau giải phóng á, phương pháp của bà Quỳnh Thị Lịch đã phát triển ra tương đối mà có nổi tiếng biết tâm. Nhưng mà ngay cái chuyện y học dân tộc Việt Nam Vi của Hà Nội ấy, lúc đó là ông
giáo sư gì người phụ trách cấp cứu Châu, Hoàng Bảo Châu, và mấy anh của đó là không thừa nhận phương pháp thập thủ đạo của Hồ Thị Lịch. Nhưng mà tại vì sao? Vì họ không giải thích được cái cơ chế của cái phương pháp này. Thì rất tiếc là khi bà Lịch đã đi từ ở Hà Nội mà về thì bà đến Tiền Giang, bà đứng ngay cái cầu bà muốn nhảy xuống chết mẹ cho rồi, vì suốt cuộc đời mình làm mà không được công nhận. Mà mọi người biết trong khi mà bà làm vậy là cái người mà công nhận đầu tiên mà đưa người đến để học cái phương pháp của Hồ Thị Lịch chính là cái cục y tế của Bộ Công an và một số bác sĩ của quân của công an ở cái bệnh viện của bệnh viện 30/4 ấy, là có một số bác sĩ đến học rồi tới đó là chấm dứt. Đến bây giờ khi bà Lịch đã chết thì phương pháp của bà là chìm vô trong cái bệnh này. Lý do là gì? Ai cũng vậy, muốn sở hữu một cái phương pháp độc đáo để kiếm tiền và không muốn phổ biến cho bất cứ ai. Cho nên cái phương pháp của bà Lịch gần như là tới đó là chấm dứt. May mắn là tôi là người thường thế cho phương pháp của Hồ Thị Lịch cách đây mới 5 năm thôi. Và sau khi được thế xong thì tôi mới phát hiện ra rằng phương pháp của bà Hồ Thị Lịch chính là phương pháp y mau mạch. Cái điều đó là cái điều rất là đặc biệt. Và ngay các giáo sư mà hội đồng học của chúng tôi làm cái trường hợp thập thủ đạo á, ông cũng nói một câu rất là đau đớn, một giáo sư mà rất ái mộ phương pháp này. Ông nói là làm thập thủ đạo là làm cái phương pháp tay sờ tay, mắt chiều mến để cho bệnh nhân cảm thấy an tuổi rồi cảm thấy sướng và khổ. Mọi người nghe, nghe thay đắng ghê. Mà trong cái một phương pháp hiệu quả rõ ràng, nhưng mà gì giải thích cơ chế nó được. Mà đấy một giáo sư của một cái ngành y học mà nói với con nghe đến là sau khi tôi làm xong rồi, tôi trình bày cho cái hội đồng giáo sư thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Và ngay các giáo sư ngày xưa nói đó, như vậy là suy nghĩ ông có vẻ hơi sai, nhưng mà ông không sửa. Vì sao mọi người biết không? Ông cần chết. Ông già quá ông cần chết. Đấy. Còn chỉ có cái ông gì chăm cứu là gì? Nguyễn chăm cứu. Nguyễn Tài Tu. Thì Nguyễn Tài Tu thì làm chăm cứu, nhưng mà cuối cùng ấy là cái kết quả cái cuộc đời ông lại là mở những cái phòng massage như đây. Rồi xong nóng xong đồ chứ còn không có. Còn cái viện chăm cứu làm cái dài tới giờ cũng không có cái gì mà gọi là cho ra trò. Cho nên tôi gặp ông Tài Ngôn rồi, hai bác cháu thì hụt nhau nói lời vui vẻ chứ không bao giờ nói lời nặng đề gì trong vấn đề chuyên môn. Tại vì bác cũng già quá rồi. Rồi Hoàng Bảo Châu ngày xưa chống đối phương pháp này, bây giờ cũng già quá rồi. Tất cả đều già hết rồi. Và lũ cụ nghe mang máng đâu có cái câu chuyện này hồi xưa. Là bởi vì mọi người thấy cái khó trong cái cuộc sống hiện nay, không phải là chỉ có đất nước chúng ta mà trên thế giới như vậy. Cái gì mà mới thì thường thì không ai chấp nhận. Và người ta cũng có một cái thói quen, hãy làm cái gì, hãy làm cái gì, hãy làm cái gì mà thấy thuận lợi, dễ dàng, nhiều người đồng thuận thì làm. Còn cái gì đó mà mới mà làm thì thôi bà chi có chuyện. Cho nên ngày xưa lúc mà tôi công tác ở bệnh viện, mỗi lần tôi đề xuất cái gì có lợi cho xã hội thì tôi bị cái một cái chị bác sĩ ở trong khoa là nói Châu ơi Châu, chị nói em nghe, tại sao em ở không chữ vậy em? Mình ở đây làm việc trước thấy mẹ ngồi chơi mà lại lên bàn chuyện đi cho em thường gì đâu. Nhưng mà lúc đó mình tuổi trẻ còn bồng bột lắm, mình nói không, mình phải quyết đi, mình thấy là cái đó. Nhưng mà mình đâu biết là cái việc mà nhân định của mình theo và làm cho rất là nhiều người điên mũ. Thì thay vô cái gì vô bệnh viện cái tới giờ nha, bệnh nhân ngồi nằm ở đó, mình vô mình cầm cái bệnh án, mình ngồi mình làm sơ sơ cái trái, rồi mình cho thuốc, rồi mình kê đơn vô trong kho mình nhận,
rồi mình ra đây ngồi tán dóc cho tới chiều. Chúng ta chỉ nói liên quan đến vùng Tàu Cổ Giấy thôi. Thì Tàu Cổ Giấy gồm những cái gì chúng ta đi tiếp tục trên cái giỏi. Thế thì mọi người biết đây là cái mà tôi không có làm theo sách vở nha, không theo làm theo y văn thế giới đâu nha. Tôi làm theo suy nghĩ và kinh nghiệm trong cuộc đời làm và mấy chục năm trong cái ngành y. Thế thì như vậy là qua cái nghiên cứu tôi mới thấy rằng là gì, là những cái bệnh ở vùng cổ gáy đa phần là do dính dáng tới hai cái chuyện là động mạch cảnh và động mạch cổ. Có nghĩa là chúng ta ở động mạch cảnh mình có hai cái động mạch cảnh trái và phải, ở ngoài sao có hai cái động mạch đi luôn theo cuộc sống lên lên. Thì như vậy là những động mạch này bị tắc nghẽn. Từ nguyên nhân tắc nghẽn thì nó có nhiều. Thứ nhất là người mà béo mập rồi béo phì rồi cholesterol nó cao, giống như em là bị cái cột sống lưng ở cổ. Cổ phải không? Mà em đi thử táo cholesterol nó cao không? Cao phải không? Thường là vậy. Và khi nó cao thì cái sơ cái phần mạch máu mình nó bị những cái mỡ nó những cái mỡ nó cho nó dễ nha, không có nói chuyên môn nhiều hết, là nó bám vô cái thành mạch, nó làm cho cái thành mạch bị chích hẹp lại cho nên máu lên trên não đủ. Thế nhưng mà máu lên não đủ là một chuyện thôi, bởi vì khi mà lên không đủ ấy, thì nó làm thiếu máu não, làm thiếu oxy lên não, rồi nó làm cho rối loạn tiền đình mấy cái đó sau đó. Nhưng mà hai chỗ của cái chi phối những cái mạch mạch từ cái động mạch nó vô cổ nè thì nó lại thiếu, thì cái mạch bị co lại không đủ cái dinh dưỡng vô trong cái cuộc sống đó, cuộc sống cổ đó thì nó thiếu, bị nó hẹp lại thì không còn vô được, không còn vô được, thiếu oxy, mà thiếu oxy đẩy đủ thứ và nó làm cho cái vùng cổ của mình bị lão hóa từ từ. Tiếp cái nữa là gì, là do những chấn thương, do những tư thế nằm đứng của mình là sai. Ví dụ như nó riêng cái chỗ này, mình đi xa như đi máy bay hay đi xe đò, máy bay mình cũng đấy, mình đi xe đò mà đi xa chút xíu giờ từ đây tới Đắk Lắk thì cái nguyên tắc là mình phải có một cái đai mình đeo cổ đi, mình đừng có bị ngã. Nhưng mình không có, mình coi nó quen cứ ngồi cái giết chạy, mà mỗi lần làm vậy là mỗi lần tổn thương mình đâu biết đâu. Rồi khi mà mình ngủ thì mọi người thấy ngủ mình cứ trồi lên nhá. Thì cái giường nằm của mình á, là đặc biệt mình giường nằm á là phải quay sau cái gì che chắn đi cho nó phong thủy mình, cho nó ngủ cho nó an lành. Cho nên khi mà mình trồi lên cái lúc á thì nó quẹo cổ và mình ngủ say mê trong cái tư thế cổ quẹo, cho nên bị tổn thương đem một cái chuyện mà chạy xe rồi bị tai nạn rồi chấn thương cuộc sống cổ đó mình nói những cái mà thông thường cuộc sống thôi. Thì cái nguyên nhân đó nó làm cho cái máu không có lên đủ, và như vậy thì các cái nguyên nhân gây thiếu máu thì mọi người nhìn này, thì nó nhiều cái chuyện ở trong cuộc sống cổ chứ không phải chỉ có cái thói quen cuộc sống cổ mà thôi. Đem cho nên cái điều trị của nó, mà nếu như mà điều trị mà không có một cái lộ trình mà gọi là có đầy đủ ấy, thì mình chỉ giải quyết có tính chất triệu chứng, không có giải quyết được rất rốt ráo nữa. Bởi vì cái lão hóa vẫn là lão hóa, thiếu hồng cầu, thiếu oxy vô mạch đó không nuôi dưỡng được. Và khi mà không nuôi dưỡng được thì mấy cái chuyện đó nó già rồi, nó bệnh rồi, cái chuyện đương nhiên rồi không chạy đâu thoát. Và cái dòng lẫn quẩn là muốn thuốc để làm gì, giảm đau, đúng không? Rồi chích thuốc vô làm gì, giảm đau, không có giải quyết thuốc rốt ráo nữa. Còn có chỗ bệnh viện nào thì nó mà nó chữa nó gọi là như bằng tử tế chút xíu ấy, thì nó thôi được rồi, vô cho là một tiết trị liệu thì còn tương đối chút xíu. Còn nếu mà nói xa hơn chút xíu ấy, người ta nói dừng không đi xa hơn. Và như vậy ấy, để cho bạn biết ấy, là cái chỗ mà cái cuộc sống mình cái chấn thương thì mình biết rồi. Còn nếu như trong trường hợp mà bị mà hẹp cái động mạch cổ á, hay là động mạch cảnh á, thì bắt buộc mọi người phải vào bệnh viện làm cái siêu âm mạch máu. Còn siêu âm đó là người thấy là ta siêu âm vô thấy nhiều thì vậy là biết chỗ nào rồi. Nhưng mà ở chúng ta đó, thì chúng ta điều khiển con bị mình ở ngoài thì mọi người cứ dùng như tôi đây, dùng ngón tay cái mọi người đặt ở đây cái xương hàm đây, ở đây cái là cái cứ tùng đó, mọi người đặt giữa hai cái đó và để cái tay sát vô
sợ của mình có nhảy không? Có. Rồi mình đổi tay đẩy bên kia đổi hai đó hai bên bên này xong rồi đẩy bên này thử bên kia, và ai thấy rằng là một trong hai bên của mình là đặt yếu hơn bên kia đẩy một chỗ thôi nha, đừng có đẩy hai bên một lượt, một mình đẩy hai bên một lượt nó làm tắt máu lên não được hơn ngồi cùng cùng điên chết mẹ đẩy mở tổ để cho bên đi cùng bốn lên. Ok, bên yếu mạnh thì cái bên nào mà yếu thì là bên đó máu lên không đủ. Thành ra là mình ý là những người nào mà máu mà bên nào lên không đủ ấy, thì mình khi mình bị chóng mặt, đau đầu, yếu tay rồi là nó bị cái bên mà mặt yếu. Còn người nào mà bị tắc hẳn là coi như ok rồi, cái cuộc sống cổ chắc chắn một điều là bị nặng rồi. Chị sao rồi? Có sợ như tính chứ? Không, lên đây tôi sợ cho, cổ quá. Ở đâu tới đây? Dạ. Vậy này hai cái động mạch cổ đều nhảy ok á, nhưng mà để yếu quản ngại ha, rồi quản ngửa, quản ngửa. Ok, thế thì nó chơi cho thôi, vậy này mình đi sơ qua cái này bây giờ. Ok, vậy như vậy là hồi nãy tôi nói ban đầu á, khi mà bị thói quá cuộc sống cổ thế sao thói quá cuộc sống linh, nó là một cái dây chuyền gì hệ thống thần kinh rồi hệ thống mạch máu nó chi phối hết toàn bộ. Thành ra bị này bị kia, nó là một cái dòng thủ điện kinh điển này. Và chúng ta nhìn ra đây, hồi nãy thì chị nói là chị bị tê dưới tay là thường thường coi như do chen xuất khẩu. Và như vậy là có nhiều khi là mình thấy có những người bị bệnh ta gọi là bệnh cò súng, tức là cái tay gấp đuôi này nó dính cứng như này rồi mới gỡ ra, có nhiều khi ngón này, có nhiều khi ngón này. Nhưng mà đối với tây y thì ta nói đây là cái triệu chứng ban đầu viêm đa khớp dạng thấp, nhưng mà cái đó là đúng. Nhưng mà nếu như trong trường hợp mà viêm đa khớp dạng thấp thì nó phải có tính đối xứng, có nghĩa là đau bên này thì bên kia cũng bị, để mà đau bên này thì bên này cũng bị, hoặc là bên này bị xong mai mốt ở bên kia, thì đó là dấu hiệu của viêm đa khớp dạng thấp. Nhưng nếu như mình thấy một cái triệu chứng mà chỉ thể hiện một bên tay thôi thì cái đó là do chèn một số cổ chứ không phải vì viêm đa khớp. Mọi người chú ý cái đó nha. Mà cái chuyện đó, phân biệt cái đó là tôi biết bây giờ bác sĩ nội khoa có được học đàng hoàng được không? Tôi nói là có lẽ gây tổn thương trường đại học y dược. Nhưng mà tại vì sao biết? Tại vì là bây giờ là không phải ở Việt Nam mà trên thế giới vậy đó, đào tạo bác sĩ y khoa không còn là bác sĩ nữa mà là kỹ sư y khoa. Mình nghe lạ, không có lạ đâu. Đây bác sĩ bây giờ làm như cái máy robo, không bao giờ biết chẩn đoán là gì. Chẩn đoán nhìn theo xét nghiệm, nhìn theo siêu âm, nhìn theo MRI, và MRI siêu âm lại là mấy ông chuyên khoa về nó làm chứ không phải là bác sĩ làm. Và đọc kết quả ra hay là đọc chuyên khoa nó đọc, không phải bác sĩ. Bác sĩ đọc chỉ đọc lại những kết quả mà người khác đã cho biết thôi, đồng ý không? Tôi nhớ hồi xưa mà tôi còn ở bệnh viện, lúc mà tôi còn làm việc bệnh viện, một bệnh nhân mà đi vô, bước vô bệnh viện thiếu máu thì trong đầu tôi nghĩ ra mấy cái chuyện gì. Thứ nhất, thằng này thiếu máu do chảy máu dạ dày, thằng này thiếu máu do bản thân tôi thiếu máu. Nhưng mà thường thường thấy cái đó là có sẵn rồi, bẩm sinh là không có gì. Thằng này thiếu máu do sốt rét, thằng này thiếu máu do cái này do cái kia. Nhưng mà trước hết tôi hỏi vậy chứ ông ở đâu nhớ ra đi ông? Dạ tôi xin lọc. À, như vậy hồi đó tôi bị sốt rét chưa? Chưa. Bị thằng sốt rét là thiếu máu. À, rồi thôi loại trừ nó đi. Bây giờ ông đi toilet, ông đi cầu á, ông đi ngoài đồng đúng không? Đúng. Ông đi bằng mang dép hay đi không? Nó đi chứ không, nó quê mà. À, là trong đầu tôi đã nghĩ ra một cái chuyện rồi. Tôi chỉ cho xét nghiệm đơn giản thôi. Thứ nhất là cho không thính báo, thứ hai là cho thử phân, tôi biết kiểu khí sinh trùng đường ruột thôi. Vì vậy trong đầu của tôi là cái yêu cầu của tôi là tôi đề chữ nghĩ đến anti-lactone. Tôi chỉ cho một cái xét nghiệm vậy thôi, ra kết quả đi chăng.
Ta dùng đó là dùng của bị dung sẵn. Mà ta đi thiên không người ta đạp, rồi đi cầu phân người đạp lên đạp xuống là bị hết. Rồi cho thuốc gì, vẹt mắt 6 viên, một ngày uống 2 viên, rồi sắp túi về đi bạn, uống đúng 3 ngày. Chạy sạch sẽ. Không có gì bạn. Nhưng bây giờ không có đâu. Nếu mà mọi người đi vào trong bệnh viện thì chúng ta sẽ lấy hàng loạt xét nghiệm thấy đều hết. Đều này hết. Mặc đồ mà nghèo chút xíu như bạn này mặc đồ cái này vô nó cho xét nghiệm tích chút. Còn mặc đồ mà nhìn có sáng sang khá khá nhưng cho đầy đủ hết mệt lắm. Đấy. Ok. Rồi và như vậy khi bị cuộc sống cổ thì bị ảnh hưởng ấy, là cái mình anh sẽ thấy rõ nhất ấy, là hay bị tê bàn tay nha quý vị. Chạy xe đạp xe một chút xíu bị tê không? Đó. Rồi mình ngủ thức dậy mình đang ngủ bị nghiêng ngủ mình cái tư thế mình ấy, là nó chèn chèn xong mình thức dậy mình thấy ôi sáng bàn tay mình bóp thành những cái lực thì cái đó là do chèn cuộc sống cổ đấy. Ok. Và như vậy là những cái từ C1 cho tới C7 ấy, là liên quan đến cái chi phối ở cái lòng cái bàn tay này. Mọi người biết tại sao nó chi xe không? Có ai biết tại sao nó biết chi xe không? Không phải là cổ, nó là cu. C-A-U là cu. Người ta lấy cái đầu, cái đầu của cái chữ cu tiếng Pháp á, là ta lấy C. Còn cái D á, từ D1 tới D2 nó là đô. Người ta bỏ cái dư hoa ta lên chữ D. Ra lên chữ D. Cho nên Quỳnh Pháp cũng có cái bài mà nói trời ơi mai là nó té ha, nó trúng ha, cái dài cái nó trúng cái cu nó lực tiêu nó rồi. Phải nói tiếng Việt với tiếng Tây nó lộn nha. Trúng cái dài chứ trúng cái cu là trúng cái cổ á. Nó trúng cái cu đó là nó tiêu rồi. Mà cái cu kia với cu nọ. Ok, thế thì như vậy là cái phương pháp trị liệu của bây giờ là gì? Nếu mà điều trị rất nghiêm túc á thì người ta cho kéo cổ, kéo cổ có cái ghế nằm rồi có cái ghế kéo cổ rồi có làm cụ bị rồi đầy đủ hết. Thì chắc lẽ của người dân năm 55 thì có xài tới cái này rồi đó. Thấy không? Rồi kéo này. Cái này về dễ lắm, ra ngoài chỗ mà bán y tế mình mua bộ này có chừng 700-800 triệu bạc rồi mình về mua thì thử một lần khỏi mấy còn vô bệnh viện làm. Nhưng mà cái đó hơi rất rối phức tạp. Bởi vì cái cân lượng tính tỷ lệ 10% rồi cái đầu mình phải lắc qua lắc lợn cuối xuống cuối lên. Ok. Và như vậy cái cách xử lý hiện nay hơn bây giờ thì người ta dùng những cái máy móc là hiện đại hơn để xử lý. Thì tôi đi qua Đức cũng vậy, họ cũng sử dụng những cái máy móc này. Và ở Việt Nam mình cũng có một cái mấy cái cơ quan đó là nhập vô những cái máy móc rất là hiện đại để mà làm. Và họ làm cũng chỉ có mấy cái thôi. Trong cái vật lý trị liệu thực ra và đi điều trị thông thường tất cả các mình nó chỉ có cuộc sống cổ này, cuộc sống lưng này, đầu gối này, vai này. Rồi máy móc cái tập trung vô mấy cái đó. Và cuối cùng ấy, là một cái mà sau này tôi thấy là thích hợp nhất mọi người ghi cái này đi. Là cái này của Hàn Quốc. Nó làm cái tay cổ này nó mang vô và nó bơm vô giống như cái máy bơm vậy đó. Và nó bơm lên nó có mang cái bật là bạc xanh này, vàng đỏ này, thì bật cái xanh này. Khi mình để lên mình thấy nó nhẹ nhàng, cái cổ dễ chịu. Và một ngày mình làm chỉ 2 lần thôi, một lần 30 phút. Và mọi người nghe ý tôi đi, làm một tuần lễ là cái cổ mình ở ổn này. Và nếu như trong trường hợp á mà mình đã ổn rồi, mình đừng dừng lại, mình làm tiếp đi trong vòng 3 tháng nữa thì nó sẽ ok luôn. Điều trị cách đơn giản nhất. Và mọi người mở cái này đi lên trên mạng thì nó có ở đây. Hồi xưa tôi biết cái cơ sở chính là ở đường Hai Bà Trưng. Thì mọi người ngay cái công viên Lê Văn Thánh, hồi xưa là Mạc Đức Chi đó, thì nhưng qua đó có cái cơ sở này đến đó là mua cái này về để làm. Nhưng mà có một cái điều ấy, là lưu ý là khi mình vô lên mình đã dễ chịu rồi nhưng mà lại hơi chấn mặt hay buồn nôn thì mọi người chỉ xả nhẹ em cái thì đây vừa rồi thì chúng ta sử dụng được rồi. Ok. Thế thì như vậy là cái cách trị liệu của bên bên của cái thập chỉ liên tâm này, tức là phương pháp ý hóa mạch thì sẽ áp dụng mấy cái phương pháp này. Thứ nhất là bỏ đói cơ thể từ 20 giờ tối cho đến 2 giờ trưa. Và nguyên nhân là tại sao phải bỏ đói? Tại vì là cái nguyên nhân mình thường gặp nhiều nhất là do cái độ
Cho nên như thí dụ chị nói ngươi cửa này rồi, giờ hỏi chị hôm nay chị học tuần lễ có đó chứ? Đấy, thà mà chết chứ không chịu làm đúng theo chỉ định của bác sĩ. Hay giỏi. Đấy thì như vậy muốn hết bệnh nhưng mà không bao giờ làm theo. À, tôi đang bị đau nữa, tôi mệt thì nói các thứ không phải đâu. Rồi nó chống mặt. Bởi vì cái trong cái phương pháp người ta hướng dẫn mình thì có một cái là gì? Ta hướng dẫn em kèm cho nó là hút không khí. Bởi vì khi mà mình làm á thì mình hút không khí thì nó không còn đói nữa. Thành ra là phải áp dụng thêm cho nó nữa và mình phải nghiêm túc để mà làm. Và đâu có ai cấm mình nhịn đói nguyên ngày đâu, chỉ từ 8 giờ tối cho tới 12 giờ trưa thôi, rồi trưa ăn thoải mái. Và ở đây là không có đề nghị mình ăn kiêng dễ đơn, cứ ăn cho thoải mái, cho nó đủ, buổi chiều thì ăn nhẹ thôi. Nhưng mà bắt buộc từ 8 giờ tối cho tới 12 giờ trưa nhịn đói, phải nhịn đói. Và trong cái quá trình nhịn đói đó, mọi người không cần lo gì hết, chỉ cần là uống nước lọc thôi. Và không nên dùng bất cứ một loại nước quả này, nước trái cây này, hoặc là nước ngọt gì đó là mà một cái sai lầm của chúng ta hiện nay là gì? Trên mạng chúng ta, cái mạng mà mạng Facebook xã hội là nhiều cái rất hay, mà nhiều cái rất là bất cợt, nó nói lúc cũng bị bại trên đó. Cho nên là tôi đi qua tới Hawaii, giờ là tôi đi Honolulu thì có một cái chị đó cái mặt không tưởng luôn. Tôi nói là chị phải giảm cân, tôi cũng có nhịn ăn đi chứ, tôi cũng nhịn, tôi nghe nói tôi cũng nhịn ăn từ tối cho tới trưa, nhưng mà tôi vẫn béo, không có giảm ký luôn nào. Tôi nói bà nói tôi không tin, bởi vì dứt khoát và uống nước lọc mà từ 8 giờ tối cho đến ngày mưa là chắc chắn là phải giảm cân, không có chịu mà giảm cân. Cuối cùng mới nói sao đây, sáng qua uống chút xíu mật ong, miếng chanh, miếng gừng, chết. Tôi nói là bậy bạ biết thế chứ. Cái thằng là nó chưa đưa ra cái vụ mà mật ong với gừng với chanh chắc chắn thì nó làm theo đó, hay là nó bày đặt cái suối dài đó đâu. Theo mà bác nói tôi làm được cái năm trời này tôi làm theo đến lại chỉ làm sao được. Vì mọi người không hiểu cái cơ chế của cái nhịn ăn, bỏ ăn cái đó. Bởi vì khi khoai mình chỉ uống nước lọc. Và khi mà mình uống nước lọc ấy, thì ở trong cơ thể mình nó có hai cái phần. Một phần thứ nhất là phần cái cơ quan dự trữ bắt buộc nó phải cứu cơ thể. Nó nói gì? Nó đứng qua mình nhìn những cái trọng khu vô cái máy đó. Nó nói gì trong đó? Tại vì á, là khi mà mình nhịn ăn thì cơ thể nó nói mày chết rồi, thì bây giờ tao phải cứu mày. Cứu thì không có một cái cơ quan dự trữ, thì giống như ở trong cái đất nước mình thì cũng có cái cơ quan dự trữ đúng không? Để dành thóc lúa rồi đó, để khi nào mà tối em ra đây. Nhưng mà phải nhớ là những cái dự trữ nó phải được luân chuyển, tức là cái cũ phải đem ra, cái mới phải đưa vào. Chứ nếu như để vậy là một thời gian là gạo mất xanh, cuối cùng lấy gạo ấy giúp cho dân nghèo. Mọi người nghe báo đăng chưa? Thế chứ là vì chúng ta không làm cho luân chuyển cái kho đó, và trong cơ thể chúng ta không khác hơn gì cái chuyện đó. Bây giờ mình phải làm sao? Tức là khi mình nhịn ăn rồi thì cái cơ quan dự trữ đó nó bắt buộc mình phải đem ra cứu cái cơ thể này. Thì trong lúc mà nó cứu cơ thể mình thì 5% trong cơ thể mình nó là chứa đạm, nhưng mà 95% là mỡ, còn sau đó là cái đường xuất men. Thì khi mà mình nhịn ăn như vậy rồi thì cái thằng đó nó tiết ra, thì cái thằng mà bị tổn thương nhiều nhất đó là cái thằng đạm. Do đó là chưa có ăn bù lại không để thiếu. Vì mà nếu mình ăn mình để thiếu thì cơ thể mình nó thiếu đạm thì nó làm cho cơ bắp mình yếu, hiểu chưa? Cho nên mình không có là nhịn ăn mà phải trưa cho đầy đủ, nhất là trưa ăn để đầy đủ, thấy chưa? Nhưng mà chiều nhẹ thôi, nhẹ thì mình có thể là mua xương rồi mình nấu súp rồi thì nọ mình ăn bù lại, nhưng mà ăn nhẹ thôi. Nhưng giảm vẫn giảm cân, vẫn giảm béo như thế.
Một cái cơ quan thứ hai đó là cái đề kháng cơ thể mình lúc đó nó mạnh lên. Tại vì là khi mà mình nhịn ăn thì cơ quan của cơ thể mình nó yếu đi, thì cái gì tấn công thì cái thằng mà bảo vệ cơ thể là cái hệ thống bạch huyết bắt buộc nó phải làm việc nhiều hơn để nó chống. Thành ra là cuối cùng mình khởi động hai cái cơ quan đó là giúp cho cái cơ thể mình mỗi ngày mình tốt hơn, ok, và không dùng bất cứ một loại gì. Và vì sao? Vì cái cơ thể mình nó rất là thông minh, rất là khôn, nhưng mà nó hơi ngu ngu chút. Nó ngu chỗ nào nhé? Là tại vì là khi mà mình nói mình bỏ đói thì nó cần cái thức ăn vô, nó cần khai thác cái tiềm năng nó ra. Nhưng mà khi mà mình bỏ chút xíu đường thôi, nếm hoặc là cà phê mà mình cho chút xíu đường đó, mình nếm vô cái là bữa như này thì lập tức nó nói có diện trợ. Mà hãy có diện trợ thì cái gì, cái bộ phận nó sẽ lên để đóng cửa lại, nó không phải được, nó đâu có diện trợ cho tắm cho nữa. Và khi mà nó thấy có rồi thì nó coi có thằng kia có dư gì nó sách lên sách nữa, nó cứ nghĩ trên sách đó. Thì là có những cái chương trình mình bị không, mọi người nắm được chưa? Đã, ok rồi. Cái thứ hai là dồn đá nóng được gan, thì cái này là một cái công trình rất là tuyệt vời. À, thì có lẽ là ở trong một thời gian ngắn tôi không nói được hết, thì mọi người cũng khó lên mạng xem, hoặc là trong sách đó tôi có nhất rất là rõ ràng, thì mọi người nào muốn tham khảo thì mua sách về đọc. Ở trong đó tôi nói đầy đủ về cái mùi theo các vị trong cái vấn đề trường đá nóng dùng gan và những cái kết quả mà trường đá nóng dùng gan tôi đưa lên YouTube rất nhiều, mọi người có thể tham khảo thêm cái đó. À, và nhờ cái đó mà nó giúp cho cái cơ thể mình nóng nắm đưa lên. Và mọi người biết cái sức đề kháng cơ thể mình yếu là do gì đó, là do thân nhiệt của mình bị hạ thấp. Và thấy những người nào mà bị sốt hơi sốt lui thì thực ra những người đó là có sức đề kháng rất tốt. À, nhưng mà nếu mà không bị bệnh mà cảm mà ho rồi thì nó bỏng cái sốt rồi cơ thể nó bắt đầu sụp xuống rồi, bởi vì thân nhiệt mình nó bị thấp hơn 36 độ C. Do đó khi mình trường đá này thì vô tích chung mình làm cho máu huyết mình lưu thông. Tôi nói là đùa với mọi người là có những người mà lúc mà tôi đi ra nước ngoài, người ta hay quen uống với tôi Trung Quốc. Trung Quốc nó có cái thuốc gọi là ăn cung ngu hoàng quần, nó nói một năm mình uống mấy viên thì không bị tai biến. Tôi không nói làm gì có chuyện đó, nhưng mà tại vì cái thuốc mà nó quá mắc, 100 đô một viên, cho nên mọi người thấy rằng nó hiệu quả. Nhưng mà khi bị bệnh rồi thì hiệu quả đó hai viên sao đủ, làm sao chất lượng đủ mà làm sao nó duy trì một cái thuốc mà kéo dài được như vậy. Nhưng mà đối với phương pháp dồn đá nóng với dùng gan thì đêm nào chúng ta cũng chờ, thì cái điều đó chúng ta uống, chúng ta dùng phương pháp dồn đá nó không có nhiều tiền vậy mà nó làm cho cái kết quả cơ thể mình tốt gấp 100.000 lần ăn cái ngu hoàng quần mà khỏi phải tốn kém nhiều tiền như vậy, ok. Rồi, và như vậy đó, thêm cái nữa là nó làm cho tăng thân nhiệt. Nhưng mà đối với cái đá nó có một cái đặc biệt, khi mà nó làm nóng cái gan mình lên thì nó lưu giữ cái thân nhiệt trong vòng 6 giờ đồng hồ, nó lưu giữ 6 giờ đồng hồ trong cái cơ thể mình ra rất là ok. Rồi, tiếp một cái nữa là hút không khí. Sau một lúc mà tôi đi ở bên Pháp tôi về thì tôi có hướng dẫn cho mọi người cái bài hút không khí. Bài hút không khí thì nó đặc biệt lắm, cái gì nếu mà ai mà chưa có, bây giờ mình chưa có học, mình chưa có thực hiện thì mọi người cứ mỗi sáng đi bộ giùm tôi đi, cứ đi từ từ, đi từng bước vừa đi vừa hút. Thì cái hút chúng ta là mọi người nhớ là cái hút mà lúc mình tắm, nhớ là hồi xưa mình tắm cái gáo mình xối nước như này, cái khi mình xối vô đột ngột cái nó ngọt mình làm nhớ, thì mình phải hút thì nhiều đó. Nghe là thở từ từ từ, mà tôi hay nói đùa đó là sư tử thông. Nhưng mà mọi người yên tâm đi, mình học mình hút một tí để nó đẩy cái, nó đưa oxy vô cho đầy đủ để đẩy cái carbonic ra, chứ không phải là mình luyện theo là kim mao sư du. Nhưng mà vui lắm, tôi về Hà Nội thì bây giờ nó có nẻ ra cái đám kim mao sư du đi vòng mờ hồ Hoàn Kiếm cứ hấp như bên kia đi đã trò châu đi đâu mà ăn. Nhưng mà cái đó là một cái rõ ràng là rất là hấp dẫn. Đi bây giờ mọi người đi họp đi, nhớ nha, mọi người sẽ giới thiệu về Hà Nội, tôi sẽ giới thiệu cho các đại biểu quốc hội, tại vì mấy ông ngồi cả ngày trong đó rồi là họp cả tháng thì cha nào vô thế nào bị dính cái
vụ ngủ gục. Là vì gì ngủ, tại sao ngủ gục? Tại vì ngủ gục là thiếu oxy lên não làm cho mình ngủ. Thì mọi người cứ để ý đi, nếu mà ở đây mà ai mà buồn ngủ ấy, là mọi người cứ nghe lời tôi đi, bước ra ngoài đường góp mấy cái, rồi thở ra từ từ góp một vài ba cái vô hết. Tại vì khi mà mình góp vô cái oxy lên lên não thì ngủ, không còn buồn ngủ nữa. Sau này sẽ phổ biến đại biểu quốc hội, chắc lẽ phải bán cái công trình cho mấy ông. Ok, thì mọi người lại đây học được thêm bài đó nè. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy là ở trong cái thập kỷ liên tâm ấy, nó có ba cái mà trong thập kỷ liên tâm nó tác động. Cái thứ nhất là nó tác động lên những cái điểm mà ở trên cơ thể, ví dụ như mà gân cơ, gân tân mưu thì nó tác động lên cái gân. Rồi sau này tôi cũng phát hiện ra là của bệnh linh chính là tác động thêm cái phần nữa ở cơ thân. Bởi vì trong cơ thể chúng ta là gồm có mấy trăm cái cơ thân, và mỗi cái cơ thân đó là khi nó thiếu oxy nó làm cho đau và nó gây ra cái chứng bệnh. Và cái cuối cùng là chính ta là ở các khớp, thì cái các khớp thì chúng ta kết hợp là chỉnh khớp này, tác động lên cơ thân này, tác động lên gân này, thì nó sẽ giúp cho chúng ta những toàn diện. Đồng thời thích hợp mấy cái này tôi nói ban đầu ấy, là phải vấn đề ăn uống nè, vấn đề hút không khí nè, rồi này nó các thứ, rồi trường đã có mình gan, thì những cái đó nó là một cái tổng thể trong cái trị liệu, thì như vậy chúng ta mới ổn được, chứ còn một cái con không đủ. Ok, rồi và tôi cho mọi người xem sơ những cái cơ quan ở trên cơ thể. Những người bị đốt sống cổ thì đây là những cái điểm cơ quan đây nè. Ví dụ nó đau ở đây thì mình thấy cái này nó chèn ở đâu thì nó chèn đây nè. Mọi người nghe cái cột sống cổ này là C1, C2, C3. Mọi xem thì khi nó chèn ở đây thì nó sẽ làm cho cái tổn thương cái phần cơ quan ở về chạy ra sau. Nhưng mà nó thể hiện không, mọi người biết không? Nhức mắt, nhức mắt bị đau cổ nhưng mất nhức mắt. Thì cho nên tại sao mà khi tôi ra nước ngoài tôi làm, tụi nó nói tôi làm như là phép vậy. Tôi nói hôm nay tôi biết rồi ha, tôi làm cái kết một cái, tôi dặn cái tay vô lên cơ quan cái hết đau liền. Nó ủa sao hết đau, ủa mà giờ sao mắt sáng chưa hết đau? Là vì cái đốt sống cổ nó chèn cái cơ quan cái chỗ đó, nó làm thiếu oxy trong đó. Khi mình bơm máu vô đủ rồi thì tự nhiên không còn đau đây nữa, và tự nhiên con mắt không còn mờ, nó mờ cũng quá. Cái chuyện bên nào là bị mờ bên đó. Cho nên là có những cái trường hợp là để vô tay thì người đó nghe vô tay cũng rõ, mà làm vừa ra xong cái sự chèn ép đó thì lúc này nó bị liền. Thật ra mấy cái chuyện đó là nho nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng. Mọi người nhìn đây nè, đấy vô mắt này, còn này đau chỉ có đây cũng đang mọi người thấy nè, C1, C2, C3 thì nó làm đau hết đường này, nó lan ra bên tay và lan cái tay dở lắm được. Nghe nó dài, cái dài đau mỏi mãi nè, nhưng mà nó bị cung xong cái này giãn ra xong rồi hết, ủa sao hết rồi. Ra mọi người lên YouTube á coi những cái video tôi làm á, là ủa sao không hay như thế, không phải bởi vì mình nắm được cái nguyên lý của nó mà mình giải quyết xong thì ok. Và mọi người thấy là khi nó bị tổn thương ở đây thì nó đau ở vùng lưng, rồi nó lại đau ở đâu đâu đây thì nó đau luôn cả cái cánh tay, bị cho sự chèn ép của cái thần kinh cộng với cái cơ thân. Và đây là những cái hình ảnh mà tôi cái này tôi chưa phổ biến nha, này là chỉ mới giới thiệu thôi thôi. Thật ra là những em mà đã học này cũng chưa thấy cái hình ảnh này đúng không? Đó, thì đây là những cái cơ quan ví dụ như vậy này, mọi người thấy ấy, là có những cái trường hợp là bị đau cái ngửa đầu ấy, cái đi lên ấy. Thì đau cuối cùng thì đến với tôi, ủa bị đau bao nhiêu năm nay rồi mà ai biết, một anh bác sĩ dạy nó đẹp, ví dụ bác bị như đây mà uống thuốc rồi đó vậy, anh lợi tôi cái tôi nói có phải là em bị ngay cái hố mắt này, em đau đỉnh đầu, em đau sau gáy, rồi em đau luôn cái cằm, nó đúng rồi không? Thì mọi người biết không, chỉ cần tác động lên cái cơ quan, tức là cái cơ quan này là gì, cơ tức đòn chồng, ta tác động cho mình cái cốc hết liền tại chỗ.
Đồ sao giờ đồng nhẹ nhàng vậy? Trong khi nó trước đó là nặng nề đau đớn bao nhiêu lâu. Do đó là cái vấn đề cơ quan mà của bạn bị bệnh lệnh cực kỳ bây giờ mới phát hiện ra được. Thấy chưa? Là mọi người nhìn nè. Đó, ví dụ như đây đau cái mắt này thì bị cái này mà hết cũng làm rồi đó. Rồi đau cái đốt đèn này C1, này C1, này C2, C3 với C4. Dưới C3, C4 thì lại đau cái trứng rồi ra đây. Thì nếu mà cắt đúng ngày đó thì mọi người hẳn đau. Và ở đây cũng vậy, mọi người thấy không? Đây là những cái điểm mà cái khó nhất là cái chỗ C1, C2 này. Nó bị kẹt ở trên đây mà nó tổn thương lên này thì nó đau nửa cái phần ở ngay trong tay. Và cái chỗ này làm gì đó? Làm cái phù cái tay luôn. Cho nhiều người vô có bị bên trong tay mà nghe rõ. Thật ra khi mà mình tác động đúng ngay cái chỗ cơ bên của cái đốt C1, C2 thì lập tức nó quên giống như tôi nghe tay, tôi nghe được. Mà trước hết mình muốn hỏi về mình hỏi về cứ đi bác sĩ khám tay thì nó khó rồi, bác sĩ nó bình thường thì yên tâm rồi, nếu mà nó cũng mạnh vậy chứ mình nhào vô chết đúng không, nhưng mà nó nói bình thường thì nói vậy mình ăn rồi mình biết là nó bị do cái này rồi, mình giải quyết này xong nó sao ôi sao dân nghe được không, mà chỉ trong một chút xíu thôi là bệnh nhân nghe được rồi. Có nên em đồng ý là đơn thôi trên cái YouTube thấy nhiều người thấy nghệ nhưng mà nó đủ có giải thích. Tại vì những chương trình này tôi chưa dạy. Đấy. Cho nên là khi mình thấy cái điều đó là những cái tác động ở đây đều ảnh hưởng lên đó. Thấy chưa? Và mọi người nhìn đây, cái ba nhà hồi, lỗ tai rồi ha. Rồi, ok. Thế gì? Như vậy là trong cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề cổ đấy thì không có thể đơn thuần là tác động bằng bóng quyền mà còn phải kết hợp ăn uống, kết hợp trường đá, kết hợp hút không khí. Và một cái điều mà sau này phát hiện nữa là dùng cái nước ớt. Và mọi người biết nếu mà ai coi những phim cũ của tôi trước đây một năm thì mọi người thấy tôi béo đấy đúng không, mặt nóng ấy, bụng to ấy. Giờ tôi giảm 12 kg, bụng bây giờ nói gì cũng xinh đẹp và giúp được quá. Nhưng mà đó là chỉ cho nên cái phương pháp này mình áp dụng đó, là nếu mà nghiêm túc đó thì mong là cho nên đó là cái lời cuối mà tôi nhắn nhủ có lẽ là anh Đại Khoa đang nghe cái chuyện của tôi nói. Anh Đại Khoa gặp tôi giới thiệu về cái bụng ổng mà ổng mà lùn cái bụng ổng trồng bụng tôi nói cái điều này theo rồi chăng ông bây giờ áp dụng phương pháp của tôi. Thế thì tôi ngồi giải thích xong ông nói cái này tôi quyết tâm là tôi thực hiện cái quân châu, nếu như mà tôi có thực hiện tốt mà đúng như ông nói thì tôi sẽ thưởng cho ông. Tôi nói không có thưởng gì hết, thưởng không chắc mình cũng nhỏ đi rồi nói gì nó. Nhưng mà nếu như mà áp dụng mà đúng như cái của tôi thì chắc chắn là cái bụng phải nhỏ. Và đặc biệt của nó là không phải là giảm cân mà là giảm mỡ. Cho nên là người mà tập cái đó là sẽ đặc biệt với là mấy cái động này biến mất hết. Và người trở nên thon nhẹ hơn. Còn cái chuyện của chị ấy, là cái suy giãn tĩnh mạch chân nó có một cái điều là đặc biệt là bị dầu dưa và có cái suy giãn tĩnh mạch chân thôi. Rồi tây y thì ta học đúng bài bản cho mang nhớ được mang tất nhưng mà cuối cùng mang tất mang nhớ vô làm cho cái măng mạch nó bị chắc, nó lại bị còn nặng đi. Thế nên mấy bạn mang nhớ là nó có bài nào mà hỏi thôi, rồi uống thuốc uống men rồi nằm mình kéo đây nè cả nhiên bây giờ hỏi bác sĩ bác sĩ nó làm gì chứ còn không có cách nào khác nữa. Nhưng mà nếu như mà áp dụng cái phương pháp này thì mấy chứng đó hết ngay lập tức. Mấy cái chuyện mà sưng chân rồi mấy chuyện mà suy giảm tĩnh mạch chân rồi ngon lành thì hết. Nếu mà áp dụng đúng cái phương pháp. Theo cho đó là mọi người phải hiểu là không có ai mà chữa khỏi bệnh mình bằng mình hết. Theo tôi nói vậy xong hết. Cảm ơn. Tôi thì buổi nói chuyện của tôi ấy, thì tới đây là tạm dừng chút xíu vì anh gặp sẽ nói chuyện với mọi người. Tôi thì tôi có cái cơ hội là tôi đi dạy bên Úc và trên cái đường về thì tụi này gặp nhau ở sân bay. Và sau đó thì tôi nghĩ sau đó mình đến đây và cái trung tâm này thì mới mở ra với một cái điều kiện vật chất rất ư là đầy đủ, rộng rãi lớn rồi có khách sạn rồi đó. Bệnh nhân có thể ở nằm điều trị rồi kết hợp. Tất nhiên là cái mà chúng ta làm chỉ là một cái nhỏ thôi. Nhưng mà cái chúng ta làm tổng thể thì có nhiều vấn đề ở đây.
ha, thì sẽ còn có cái dịp để mà chúng ta trao đổi với nhau cho nó cụ thể nữa, thì cái chuyện đó anh Gặp sẽ trao đổi với mọi người ha. Và còn tôi thì ở đây thì tôi có Sài Gòn thì tôi có hai giảng viên mà chuyên nghiệp để cùng kết hợp làm dưới đây, thì tôi cũng chạy qua làm việc với em. Chứ còn tôi thì thời gian thì ở Việt Nam cũng ít, tại vì tôi kế hoạch tôi về cuối năm thì cũng hơi bận rồi. Bây giờ là cuối tuần này là tôi phải đi ra Hà Nội họp rồi, rồi cuối tháng thì tôi đi sang Nhật dạy rồi. Và khi tôi dạy về xong thì tháng 6 tôi lại phải đi qua Cali, rồi từ Cali tôi chạy bay qua tiếp tục làm ở Canada, từ Canada dông trở về dạy ở Honolulu, rồi về Việt Nam xong là tôi phải đi Úc, và đi Úc xong là tôi còn đi mấy nước nữa chưa biết, nhưng mà có cái cơ hội sẽ gặp mọi người để mà trao đổi nói chuyện. Nhưng mà ít nhất là đây là một cái cơ hội để cho mọi người hiểu rằng có một cái phương pháp mới tương đối, không có gì phức tạp mà cũng không có gì tốn kém. Nếu như chúng ta biết thì chúng ta sẽ rất là dễ chịu. Khi mà mọi người tham gia với chúng tôi, nó có một cái đặc điểm là thứ nhất, mình sẽ biết cách tự điều chỉnh cho chính mình. Rồi cái thứ hai đó là gì? Mình cũng học dài cái kiêu nho nhỏ để mình về có thể giúp được người thân trong gia đình. Cái điều đó là cực kỳ quan trọng. Hồi nãy mà làm cho hai người đó là một người học trò tôi bên Úc xa và một người bên Mỹ. Và ở đây là người ta ở xa xôi, người ta còn đến đây được, mà tại sao ở đây chúng ta không biết nghĩ đến chúng ta? Và sau cùng là xin chúc sức khỏe mọi người và cảm ơn mọi người tham gia và lắng nghe tôi trao đổi về cái phương pháp này. Xin cảm ơn. Kính thưa quý bà con, thì lần đầu tiên thì cũng thay mặt cho quý bà con, quý bệnh nhân ở đây xin cảm ơn bác sĩ thầy Du Quang Châu đã dành thời gian để mà nói chuyện với quý bà con một tháng. Báo cáo thì Trung tâm Giải độc vật lý trị liệu phục hồi chức năng 175 là một đơn vị mới thành lập thuộc Viện Quân y 175. Thì trong đó là chức năng thứ nhất là về giải độc tố trong cơ thể con người, tức là một cái đơn vị được thành lập của Bộ Quốc phòng ở phía Nam, được điều trị từ Đà Nẵng. Thì cái chương trình này thì lát nữa thì sẽ có anh Phó Giám đốc sẽ giới thiệu cụ thể. Cái thứ hai là về vật lý trị liệu phục hồi chức năng, thì chúng tôi cũng triển khai điều trị vật lý trị liệu. Thì trong cái chuyến đi công tác tại Úc thì chúng tôi cũng đã gặp thầy Du Quang Châu đang gọi là giảng tại Úc, thì một cái duyên như thế. Sau đó thì chúng tôi có trao đổi với thầy, thầy sẽ mở lớp ở tại phối hợp với lại viện để mình mở một cái lớp để giúp cho bà con để mình vừa học vừa điều trị lẫn nhau, tức là trong gia đình. Bởi vì thực tế cái bệnh về khó sống cổ sống lưng, những bệnh này là loại ai cũng bị, mà điều trị thì nó rất là lâu dài. Chính vì thế mà những người trong gia đình cũng có điều kiện tham gia cái khóa học, thì như thế thì nó sẽ là góp phần điều trị lẫn nhau, rồi giúp cho bà con trong gia đình. Cho nên cái từ liên tâm mà nó liên với quả tim với nhau, tức là trong tấm lòng với nhau, thì tôi nghĩ rằng là được sự đồng ý của thầy Du Quang Châu thì ở tại đây sẽ mở những cái lớp theo định kỳ. Thì quý bà con cứ đăng ký ghi danh và có các học trò ở thầy thường xuyên sẽ huấn luyện, sẽ đào tạo, và trong các đợt công tác thì thầy Du Quang Châu sẽ khi mà đi về thì sẽ tiếp tục lên những cái lớp. Như bữa nay là lớp khóa đó chúng cổ sắp tới lưng rồi bại liệt, những cái bệnh thầy Châu sẽ đưa vào các chuyên đề để giảng cho các học viên. Và ở tại Trung tâm Giải độc Vật lý trị liệu phục hồi chức năng 175 chúng ta thì hiện tại là cơ sở vật chất thì rất là đầy đủ, có khách sạn, có các cái điều kiện để quý bà con ở xa có thể ở lại rồi tham gia những lớp học thì rất là thuận lợi. Và trong cái tập
ứng hàng ngày để học tập hàng ngày thì nó cũng rộng rãi, cho nên thầy cho cũng đồng ý là sẽ triển khai những cái lớp học mà ở tại em. Chị mong rằng quý bà con thu xếp thời gian và cũng cùng giới thiệu để chúng ta sẽ tổ chức thành công những lớp để giúp cho bà con thì bệnh được lâu dài, cũng bệnh về đông y cũng rất là lâu dài. Ngoài ra thì trung tâm giải độc và thiết bị điều hồi chức năng 175 cũng có một cái bộ phận về là GDM của về sông hơi theo kiểu Hàn Quốc, cũng là trong dùng các phương pháp đông y thì giúp cho chúng ta là những người mà bị những cái bệnh về tay chân rồi những người sức khỏe ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cường được sức khỏe, nhất là phụ nữ thì rất là làm đẹp da mọi cái, thì cái đó là ở phía khu phía sau. Và thì ở trung tâm này có ba chức năng như vậy. Thì tiếp theo chương trình thì tôi xin giới thiệu dược sĩ Huy đại tá về phó giám đốc trung tâm giải độc Phật Hồi Dưới Mặt 175 sẽ có đơn giới thiệu về cái chương trình giải độc. Xin mời. Thưa các bác và các anh chị, hôm nay rất tiếc cái đồng chí bác sĩ là giám đốc cái trung tâm giải độc, đồng chí là trưởng khoa của bên trị liệu 1 năm, đồng chí có kinh nghiệm bận cho nên không tham gia, không giới thiệu bà con. Tôi xin khách, tức là xin phép bà con 5 phút thôi, không nhiều. Tức là trên thế giới thì có rất nhiều cái phương pháp để mà cái giải độc cơ thể, như các bác và các anh chị biết ấy, là ví dụ như cái đề tóc cái giải độc trong cái ung thư, hay là một số các cái phương pháp giải độc mà mọi người hay nghe dùng thực phẩm chức năng. Nhưng hiện nay thì giáo sư Ron Hubbard người Mỹ, người ta đã nghiên cứu ra cái phương pháp tức là dùng vitamin liều cao, đặc biệt là cái vitamin B3, cái niacin ấy, là uống để đẩy các cái chất độc tích tụ trong các mô mỡ, từ mô mỡ đấy đưa vào máu, thông qua đường máu ta sẽ thấy cái sông hơi để cho nó toát ra mồ hôi và qua đường nước tiểu, qua đường đại tiện. Thì cái phương pháp này báo cáo với các bác anh chị này đã được vào được Việt Nam khoảng 10 năm nay rồi, và đặc biệt là cái tỉnh Thái Bình. Ở đây có các bác anh chị là quê Thái Bình, là tỉnh Thái Bình đã được Bộ Y tế, Hội Trung ương của chất độc da cam cho thành lập cái đào tạo đấy, và cái trung tâm giải độc dioxin ở tỉnh Thái Bình. Và hiện nay đã được lan ra gần 20 tỉnh thành trên cả nước là cái phương pháp giải độc này. Thế thì đối với bệnh viện 175 thì đã được Bộ Quốc phòng và Trung ương Hội chất độc da cam cho thành lập cái trung tâm giải độc ở đây. Thì đây là cái trung tâm đầu tiên ở phía Nam, đặc biệt là các tỉnh phía Nam. Thế như chúng tôi được biết là nếu mà miền Trung thì đã có Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đà Nẵng là đã làm rồi. Thế cái trung tâm này thì là lần đầu tiên ở phía Nam. Đây thì cũng hôm nay xin phép được giới thiệu với các bác anh chị. Cái phương pháp này thì rất là đơn giản, như cái tờ quy trình mà gửi cho các bác anh chị đấy thì cũng vẫn là chủ yếu như tôi nói, đó là uống vitamin, đặc biệt là niacin, sau đó thì ta vận động. Thế thì cái uống này là nó phải theo cái chỉ định của bác sĩ, tùy người, tùy cơ thể trạng từng người cái liều. Sau khi uống thì ta vận động nhẹ, sau đó vào sông. Phòng sông ở đây thì rất là hiện đại. Cái thứ nhất là nó bằng đá muối, là cái đá rất là tốt đối với cơ thể. Cái thứ hai là sông khô, mục đích là phải ra mồ hôi và phải uống nhiều nước. Cái sau cái đợt sông khoảng từ 3 đến 4 tiếng thì được bổ sung uống vitamin, dinh dưỡng và khoáng chất. Thế vào cái quy trình này thực hiện ít nhất là từ 15 ngày đến 21 ngày, tức là từ 23 tuần. Bác nào mà khỏe thì có thể là 15 ngày có thể hoàn thành chương trình. Nhưng bác nào mà yếu cơ thể nhiều cái chất độc ấy, thì có thể là đến phải 3 tuần.
Thế thì cũng là và đặc biệt cũng là hiện đây tôi cũng xin nói tức là chúng tôi đã được đi thực tế ngoài Hà Nội, Thái Bình và Đà Nẵng thì cái vất vả nhất có lẽ là bố trí thời gian đấy và duy trì sông liên tục trong thời gian từ 3 đến 4 tiếng mỗi lần từ 5 đến 7 phút xong ta ra nghỉ giải lao tắm sau đó uống nước lại vào tiếp tục sông thì qua cái nhận xét thì công trình này đã được hội nạn nhân chất độc da cam đã và Bộ Y tế đã cho phép rất nhiều tỉnh thành triển khai và đặc biệt là rất hiệu quả với những trường hợp ví dụ là các bác bị nhiễm dioxin trong chiến tranh đấy thế rồi các bác bị bệnh mãn tính mà dùng nhiều thuốc tây rồi rượu lạm dụng rượu bia hay là thời mình còn công tác sống trong cái môi trường nó độc hại và hiện nay thì với cái tình hình ô nhiễm về cái thực phẩm ăn uống thì rất nhiều người có nhu cầu là được sông hơi tại đồng đấy bởi vì là các chất độc nó tích tụ trong cơ thể mình đôi khi mình không biết hết được cái thứ hai là nó ngấm ngầm nó gây ra những cái bệnh mãn tính đấy thế thì đấy là những đối tượng mà các bác cũng nên quan tâm trong cái chương trình sông hơi sẽ đặt tại Việt Nam năm nay và cũng như là anh tổng giám đốc anh mới nói thì cái thư ngỏ của bác Sơn, à của đồng chí Sơn, tức là giám đốc bệnh viện trung tướng đã ký giới thiệu cho toàn thể tức là các cái bệnh nhân cũng như là có tính pháp lý để cho trung tâm thực hiện. Thế nên là hôm nay cũng nhân dịp để giới thiệu chương trình của cái chương trình bằng bổng quyền với sông cọc tôi cũng xin phép giới thiệu sơ bộ thôi để có các bác tìm hiểu thêm và đồng thời có số điện thoại thì các bác cũng liên lạc và cần tư vấn thì có nhân viên chuyên môn như là y bác sĩ sẽ tư vấn cho các bác và các anh chị và một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bác và các anh chị đã lắng nghe. Xin mời đơn thư ý phát biểu. Để lúc học người ta mọi người cũng trao đổi ok. Trước hết thì thay mặt cho viện nghiên cứu và ứng dụng giống như tài chính nhân tâm cũng như là thay mặt cho ban lãnh đạo của trung tâm giải độc bệnh lý trị liệu phục hồi chức năng của 15 tức là thuộc về bệnh viện quân y 15 thì chúng tôi cũng cảm ơn bà con hôm nay đã nhiệt tình tham gia. Thì thực ra mục đích của cuộc hội thảo không có gì khác hơn là chúng tôi muốn bà con biết đến một cái phương pháp và chúng ta hoàn toàn có cơ sở có thể tự chăm sóc cho mình và ngoài ra chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bà con có thêm kiến thức như là có thêm những kỹ thuật để mình tự mình chăm sóc mình và chăm sóc người thân. Thì sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức lớp học, nếu mà ai quan tâm thì ngày mai bắt đầu từ ngày mai tối mai chúng tôi có tổ chức tại đây lớp học để hướng dẫn cho tất cả ai cũng có thể trở thành thầy chữa của chính mình và gia đình mình. Thì nếu mà bà con, tôi có nghe nói là bên chỗ công ty Thái Sơn Quốc Học đúng không ạ? Và trung tâm giải độc lý trị liệu cổ chức năng có quà tặng cho những ai hôm nay ngay tại hội thảo này đăng ký khóa học thì sẽ được tặng quà gì đó. Có quà gì không anh? À, có nghe là quà, sáng nay tôi có nghe đồn đó. Thực ra thì giám đốc của bên trung tâm giải độc vật lý trị liệu cổ chức năng có hứa là sẽ tặng hai suất thì đó tôi cũng không có nhớ chính xác nhưng mà chắc là lát nữa mọi người đăng ký ghi danh thì chắc chắn sẽ được tặng quà tại bản ghi danh nha. Tức là hôm nay mình sẽ ai có mong muốn thì mình ghi danh tại chỗ hoặc là nếu mà mình không có kịp kinh phí thì mình có thể giống như là đăng ký trước tặng trước rồi ngày mai đi vào lớp học mình thanh toán sau nhưng mà ai mà còn chưa biết thông tin mình có thể về chia sẻ cho bà con họ hàng, bạn bè, hàng xóm của mình vân vân. Thì cái lớp học của chúng tôi trong tuần này chúng tôi sẽ mở khóa học trong 5 buổi tối với chủ đề là thoái hóa cuộc sống cổ. Những ai ở đây mà đi xe mà gắn máy một lúc bị tê tay, mình đi xe gắn máy một lúc mình bị tê tay có ai không? Có à? À, mình đi một lúc mà mình bị tê tay đúng không? Rồi có ai mà mình ngủ dậy mình nghe cái tay hình như là mỏi mỏi yếu yếu có không ạ? Hoặc là trong tay mình bị tê tay có không? Có. Rồi có những ai mà mình nghe lâu lâu bị mỏi hoặc là mình bị thỉnh thoảng mình chóng mặt
nhức đầu, có không ạ? Mình cảm giác trí nhớ mình suy giảm không? Tự nhiên mình bỗng dưng mình thấy trí nhớ mình giảm một cách nhanh chóng, hoặc là bị cảm giác như là hình như là hay buồn ngủ hay ngáp, hay ngủ gật này. Bây giờ mà người ta nói chuyện thì mình ngủ á, có không ạ? Thì mấy cái chứng đó đều là những triệu chứng của cái chứng mà trẻ nó sống khổ. Mình đừng có nghĩ là mình, hoặc là mình nghe cái tai mình nghe kém đi ấy. Tự nhiên tai mình nghe kém hơn lúc trước đó, thì mấy cái triệu đấy là những cái triệu chứng của trẻ nó sống khổ. Mình đi chữa hoài, mình chữa hoài mấy cái thứ mà chữa tai, rồi chữa mắt, rồi chữa rối loạn tiền đình cũng ăn thua. Thậm chí có những người rối loạn tiền đình chóng mặt, mình cứ đi chữa hoài rối loạn tiền đình mà không ăn thua. Thực ra là quý vị đang bị trẻ nó sống khổ, thì chúng ta có thể học một số kỹ thuật rất đơn giản thôi để mình làm sao cải thiện. Vì cái chứng này nếu mà nói đúng ra là mình đi chữa không có dễ đâu ạ. Mình cứ uống thuốc giảm đau hết, giảm đau nọ đến giảm đau kia, rồi giết, rồi mình bị loét cái bao tử, mình hùng cái dạ dày, mình bị đau luôn. Thì bà con có thể xuống cuối phòng ghi danh, ghi danh cũng học, còn có ai có thắc mắc có gì cũng giải đáp thì cũng sẽ giải đáp tại chỗ ạ. Có ai có muốn có đặt câu hỏi không ạ? Dạ. Cái bỏ đói thì trong lớp học sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Tuy nhiên thì cứ hàng ngày mình làm, nhất là đặc biệt là trong cái giai đoạn mình chữa bệnh, thì mình cần phải bỏ đói để làm sao để sạch những cái cholesterol, những cái mảng xơ vỡ động mạch nó bám chặt vào cái thanh mạch máu để giúp cho thông mạch máu, thì cái hiệu quả chữa bệnh mới cao được. Còn nếu mà mình cứ bế tắc toàn thân, chỗ nào bao mạch cũng tắc, tĩnh mạch cũng tắc rồi, mạch máu nào cũng tắc, cũng bị hẹp á, thì cái việc chữa trị nó cũng kém hiệu quả. Thì trong lớp học sẽ giải quyết cái vấn đề này rất là rõ ha. Có ai có muốn đặt câu hỏi thì cũng không ạ? Và con có ai muốn đặt câu hỏi thì cũng không? Dạ. À, rồi. À, cô gái ở đây nói là khi mà em mà đói ấy, đúng không? Bình thường em đói khoảng 7 đến 9 giờ mà không ăn là bắt đầu là sót bao tử rồi. Khi em tham gia cái phương pháp này thì em sẽ không còn hiện tượng sót bao tử nữa. Bởi vì lý do là em sẽ có được hỗ trợ của người kỹ thuật. Thứ nhất là chườm đá nóng cùng gan. Thứ hai là hàng ngày em sẽ dùng cái nước chili. Cái nước chili nó là cái hoạt chất cọc stem. Theo cái nghiên cứu khoa học của Đại học Harvard Hoa Kỳ thì cái hoạt chất đó nó sẽ làm lành vết loét bao tử. Do đó mà em yên tâm hoàn toàn. Ngoài ra còn được học cái kỹ thuật là hớp không khí nữa, thì tất cả những kỹ thuật đó hỗ trợ khiến cho nó trung hòa axit, tức là làm cái độ pH ở trong dạ dày, trong máu nó sẽ được trung hòa. Do đó mà em sẽ không có hiện tượng dư axit để mà khiến loét bao tử nữa, nên em yên tâm nhé. Kỹ thuật bỏ đói cơ thể của chúng ta sẽ không có làm chúng ta đau bao tử, và ngược lại tất cả các kỹ thuật hỗ trợ sẽ giúp cho mình sẽ cải thiện được chứng loét bao tử. Ai có ý kiến gì nữa không ạ? Ai còn có thắc mắc gì muốn đặt ra với phương pháp với bộ môn không? Sắp tới thì chúng tôi phối hợp với lại viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt tập trí liên tâm của thầy sư Quang Châu, phối hợp với lại trung tâm giải độc vật lý trị liệu phục hồi chức năng của 175 của bệnh viện quân y 175 sẽ liên tục mở lớp để phục vụ cho bà con. Ai muốn trở thành thầy chữa cho chính mình và gia đình, ai muốn có sức khỏe cũng như là không có lo lắng gì bệnh tật, nước qua bệnh tật thì mình có thể tham gia. Khóa đầu tiên chúng tôi khai giảng đó chính là khóa về chia sẻ về kỹ thuật làm sao để chúng ta ngăn ngừa cũng như là giải quyết cái chứng thoái hóa cột sống cổ. Thì bà con có tham gia thì mình có thể quan tâm đó. Ngày mai khi mà lớp khai giảng buổi đầu tiên, chúng tôi có thể mời mọi người tới tham khảo buổi đầu tiên, chưa thu phí cũng được. Còn ai đóng phí thì sẽ được tặng quà ngay ngày hôm nay. Này. Xin cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823.
Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.